Học nail cũng just Phương. Bữa nay tôi chỉ mấy bà làm cái vân đá bọc biển như trong hình nha. Khi mình bay xong, mình lấy giấy bạc mình dán lên. Nhớ là dán thêm miếng to nha. Nói mấy bà nghe cái này, tôi thấy nguyên cái TikTok ai cũng dạy hết trơn. Nhưng thiệt sự là tôi không ngờ một con nhỏ cùi bắp như tôi lại được sự chú ý và mong muốn học hỏi từ các bà. Trời ơi, thật sự là biết ơn mọi người luôn á. Nó làm tôi có động lực dữ lắm luôn. Tại vì trước khi mà tôi được nhiều người biết tới như vậy, tôi đã trải qua một thời gian thật sự stress do quá nhiều lần gặp chủ nhà không như mong muốn. Và đã có nhiều lúc tôi đứng trên cầu sẵn rồi đó mấy bà. Hên ghê, tôi còn sợ chết, tao không dám nhảy mấy má. Ồ là trời. Nhờ vậy giờ này mới có clip cho mấy bà coi đó. Tôi nghĩ là do tôi chia sẻ thiệt tình cho nên mấy bà yêu thương tôi á. Ai mà tự thấy mình dở quá không có khả năng tan thì cứ lên lớp tóc lan cho tôi. Rồi mình lựa hai màu, một màu đậm và một màu nhạt. Màu như thế nào cũng được hết á. Ở đây tại vì chủ đề biển cho nên tôi chọn một màu xanh đậm và một màu xanh nhạt. Thì mình lúc nào cũng vậy, lên màu nhạt trước rồi lên màu đậm sau. Còn tan như thế nào thì tùy bà, thường là tôi chọn mấy bố cục đối xứng. Xong rồi thì bỏ vô hơ lại lên một lớp tóc lan khác để lên màu đậm nè. Nếu mấy bà có khả năng tan thì không cần phải lên tóc lan nha. Tan chồng lên cho nó có độ chuyển nha. Cái này là tôi hướng dẫn theo kiểu mấy bà không biết làm luôn á. Chứ còn mà vô bà nâng cao rồi thì nó cần phải có bố cục lớp lan đàng hoàng nha. Rồi lên một lớp cứng móng cho nó mướt bề mặt. Rồi bây giờ tôi hướng dẫn mấy bà làm cái bọt biển này nha. Cho một cục gel màu trắng rồi thêm một giọt o để dưỡng viền móng á. Nên chọn màu trắng nha. Ở đây tôi không có nên cứ lấy màu hồng. Thì mấy bà nhớ là lấy ít thôi, nó không nó sẽ bị chuyển cái bọt của mình thành màu hồng á. Rồi sau đó lấy acetone đổ ra. Lấy cây cọ hoặc là cây nhíp gì cũng được, quậy nó ra. Và nhớ là quậy nhẹ nhẹ thôi để cái bọt của mình nó được to hơn. Nếu mà các bà quậy nhiều quá, mạnh quá thì bọt nó nhỏ xíu à, bỏ lên móng nó không có thấy, nhớ nha. Xong rồi thì lấy cọ hoa cúc hoặc là cọ bảng gì cũng được hết, rải cái bọt đó lên trên móng, thích rải đầu thì rải. Sau đó đem vô hơ cho nó khô, rồi lấy màu trắng ra vẽ gân nè. Khi vẽ gân nhớ là gân nó thiệt là nhỏ thôi thì nó mới đẹp, và nó phải có cái độ rung. Mà rung thì nó cũng phải rung sao cho đẹp. Trời đất ơi, mấy bà học viên của tôi kêu mấy bà rung cái mấy bà ngồi vẽ con lãi ra. Vẽ cái gân gì mà điều trân sao đẹp được. Và nhớ khoảng cách của các đường gân á, nó phải nhỏ thôi. Xong rồi đó, giờ đem tớp lên là có thành quả liền. Trước khi lấy bài ra làm rồi trả cho tôi thì đi follow tôi liền đi. Bye.